Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi phóng sự Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 25 do Bích Phượng và Đậu Thành Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 25 được tổ chức vào ngày thứ Năm 9 tháng 5 2019 tại Heart Sinus Office Building, thủ đô Hoa Thành Đốm. Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay với chủ đề quyền tự do phát biểu, quyền tự do Internet, được sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Tim Kaine từ bang Virginia và đồng bảo trợ của một số các dân biểu, Thượng nghị sĩ lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Buổi lễ cũng được đặt dưới sự bảo trợ của Tổng Liên đoàn Lao công và Lao động Hoa Kỳ, AFL-CIO. Buổi lễ đã được chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều. Và một buổi tiệc tiếp tân cũng được tổ chức cùng ngày vào lúc 7:30 tối đến 10:30. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là bác sĩ Diệu Thi, một bác sĩ rất là trẻ và có lòng yêu nước cũng như luôn nghĩ đến những người dân ở Việt Nam. Thưa bác sĩ, cho biết năm nay tại sao mình tổ chức vào lúc 1 giờ trưa và đặc biệt nhất là có sự bảo trợ của ông Thượng nghị sĩ Tim Kaine của tiểu bang Virginia. Buổi sáng nay các thượng nghị sĩ và các dân biểu có nhiều buổi họp nên mình muốn tạo cơ hội để cho có rất là đông đủ sự hiện diện của các thượng nghị sĩ và các dân biểu. Thì ban tổ chức quyết định bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều. Tại năm nay thưa chị, như chị đã nói là ông Senator Tim Kaine là người bảo trợ chính cho buổi lễ kỷ niệm năm thứ 25 năm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Và ngoài ra có sự đồng bảo trợ của Senator Cornyn thuộc tiểu bang Texas, Congressman Chris Smith của tiểu bang New Jersey, Congressman Jerry Connolly thuộc tiểu bang Virginia và Congresswoman Sheila Jackson Lee của tiểu bang Texas. Và ngoài ra có sự đại diện của Bộ Ngoại giao, ông Scott Busby. Sắp tới ông sẽ về Việt Nam trong một cái cuộc đối thoại về nhân quyền tại Việt Nam. Thì đây là một cơ hội rất là quan trọng để cho cộng đồng người Việt mình đưa những cái dự kiện về sự đàn áp về nhân quyền đang xảy ra ở Việt Nam để cho có thể dựa vào trong những cách những cái buổi đối thoại ở Việt Nam. Mà ngoài ra có sự tham dự của các tổ chức về truyền thông, có bà chủ tịch của đài Radio Free Asia Libby Lu cũng có mặt ngày hôm nay. Và thưa chị, ngoài những các đại diện của các tổ chức quan tâm đến nhân quyền trên thế giới, các International Human Rights Group, thì có các phái đoàn cộng đồng bạn của mình, Lào, Tây Tạng, Kyrgyzstan, và Trung Quốc, những cái cộng đồng mà rất là quan tâm về nhân quyền và luôn luôn đấu tranh cho tự do và dân chủ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và đặc biệt năm nay thưa chị, có sự tham gia của rất là nhiều cộng đồng người Việt liên bang Hoa Kỳ, cả hơn 12 tiểu bang. Và trong đó Diệu Thi nói sơ qua một chút xíu là có đại diện từ tiểu bang Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Florida, Arkansas, Tennessee, Washington State, California, và ngoài ra có phái đoàn ở Canada nữa thưa chị. Và đặc biệt năm nay nếu mà chị thấy là có cái nhiều sự hiện diện của các bạn trẻ trong nhóm hậu duệ thì đây là một cái điều mà cả ban tổ chức rất là hãnh diện và vui lòng là thấy được cái sự tiếp nối mà cái sự đoàn kết của ba thế hệ làm việc chung với nhau để tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay và hy vọng là một ngọn lửa để các bạn trẻ tiếp nối cái con đường của các bác, các cha ông và để dấn thân cho việc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Every day should be Vietnam Human Rights Day. I was happy when I worked as Lieutenant Governor and Governor to make sure that in Virginia we recognize this day, and it is very, very important for us to always share the story. I appreciate the organizers, the way they put together a human rights report, reporting on some real significant human rights challenges in the last year. The arrest of Vietnamese because of protests against a restrictive cyber law, the arrest of Vietnamese who protested against the 90-year lease proposal. And yet those protests were strong and active, and they're having an effect. They're causing the government to back away from some policies that might be that are wrong, and that's
positive. So we encourage those in Vietnam to continue their advocacy. And I was very happy to go visit recently where I could raise these issues, but also talk about many issues with Vietnamese society and student and governmental leaders on issues that we have in common. Rất là vui là tại vì năm nay đặc biệt là rất có nhiều người hậu vệ, những người trẻ, họ cũng tham gia mà đoàn kết mà cũng là trong ban tổ chức để tiếp tục kết nối cái ngày nhân quyền này mà sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do cho Việt Nam. Tôi đã retire 2 năm nay rồi nhưng mà tôi vẫn đến làm việc với các anh em, tôi thích làm việc với các anh em trẻ. Tại vì là mình theo cái sinh hoạt mà dân chủ đó thì tôi thấy rất là làm việc với các anh em rất là thoải mái. Thì tất cả ba cái giới thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba đều làm việc chung và chúng tôi đều đồng ý là sẽ cùng một cái đòi hỏi thôi là tự do và dân chủ cho Việt Nam. Được biết rằng ban tổ chức của khu vực Hoa Thành Đốn là tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam cũng 25 năm qua thì chúng ta thấy được hơn 4 thập niên qua thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền, Việt Nam vẫn chưa có tự do, Việt Nam vẫn chưa có dân chủ, thành ra Ngày Nhân quyền cho Việt Nam đối với cá nhân chúng tôi vô cùng quan trọng. Đây là cái cơ hội mà để cho tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại khắp nơi tụ về khu vực Hoa Thịnh Đốn để mà chúng ta đưa những cái quan tâm về cái hiện trạng đang xảy ra tại Việt Nam để mà các thượng nghị sĩ, các dân biểu, chính khách Hoa Kỳ hiểu được, để mà hy vọng rằng chính khách Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tạo áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt hơn á, chúng tôi hy vọng rằng là sẽ phải đưa Việt Nam vào trong danh sách CPC, tức là danh sách những quốc gia phải cần quan tâm đặc biệt. Đây thực sự là một điều bất ngờ khi Quỳnh biết rằng là ở trên nước Mỹ có một ngày đặc biệt dành riêng cho nhân quyền Việt Nam. Và Quỳnh nghĩ đây là sự khuyến khích không dành chỉ cho Quỳnh, một người vừa tìm thấy tự do, mà còn cho tất cả các anh em hoạt động cũng như những người ở Việt Nam khác. Bởi vì chúng ta sẽ còn rất nhiều việc để làm và những người ở Việt Nam chắc chắn sẽ biết rằng là các bạn không hề cô đơn trong cuộc chiến giành tự do và dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thực sự thì giấc mơ của Quỳnh nó là giấc mơ tự do cho hơn 90 triệu người, là anh chị em, là họ hàng, là bạn bè, là những người mà Quỳnh gặp hàng ngày. Và tự do mà Quỳnh tìm thấy ở trên nước Mỹ này cho cá nhân Quỳnh nó chưa bao giờ là ước mơ mà Quỳnh muốn. Tuy nhiên Quỳnh tin rằng trong cái sự lựa chọn buộc phải đưa ra ở một cái thời khắc khó khăn thì Quỳnh sẽ tiếp tục công việc gian dở của mình và giấc mơ tự do cho Việt Nam nó sẽ được thắp sáng bởi chính những người ngày hôm nay tham dự Ngày Nhân quyền cho Việt Nam ở đây. Ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự tham gia Ngày Nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thưa chị, lý do khiến tôi quyết định ra tranh cử là để đáp ứng nguyện vọng và tiếng nói của người dân, đặc biệt là của cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta. Quyết định ra tranh cử, tôi muốn nói lên lòng biết ơn thế hệ cha anh đi trước đã mở đường cho tôi mới có được ngày hôm nay. Và đồng thời, tôi muốn trả ơn đất nước Hoa Kỳ, nơi đã tạo điều kiện cho chúng ta mới có một cuộc sống tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay. Bích Phương tường trình từ Quốc hội Hoa Kỳ Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 25. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.